Sầu riêng nhúng hóa chất, còn gạo giả, trứng giả hay những miếng thịt bò khô thơm phức đến tay người tiêu dùng có nguồn gốc từ thịt heo thối được phù phép bằng hóa chất, đang là tiếng chuông báo động về tình trạng sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc trong chế biến thực phẩm. Để có được khô bò giả thì các cơ sở sẽ sản xuất thu mua thịt nạc, heo nái, phần lớn là thịt cũ trong thời gian phân hủy, rồi sử dụng hóa chất để khử mùi tanh hôi, sau đó luộc lên, thái thành từng miếng nhỏ rồi ép mỏng để có hình dạng y như thớ thịt bò. Tiếp theo thì thịt được nhuộm màu tẩm hương liệu mùi bò cùng một số gia vị rồi đem sấy khô. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì sẽ rất khó phát hiện nhưng nếu đem khô bò giả ngâm trong nước, phẩm màu sẽ bị phai ra để lại thớ thịt có màu vàng nhạt. Khô bò giả tiềm ẩn nhiều nguy cơ về các bệnh đường tiêu hóa, gây ra nhiều bệnh tật khi hóa chất không rõ nguồn gốc này tích tụ trong cơ thể lâu ngày.